Không khí sản xuất ở làng hoa Sa Đéc thời điểm này có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Một số hộ bỏ ruộng, nhiều nhà vườn xuống giống cầm chừng, chỉ đạt từ 30 đến 50% diện tích. Dạo quanh một vòng con thấy bà con xuống giống dè dặt quá. Không biết là ở vườn nhà mình có những cái giống hoa nào rồi hả chú? Năm nay thì bây giờ trước tiên thì ở đây có pha lê. Cái với ba cái cô đó với cho mẫu tím nè. Đó. Rồi giáng thọ rồi có cát tường. Đó như cái bông sôi đó, đó. Chuyện bán mua thì có ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh không chú? Thì mấy tháng nay thì cũng phải dịch bệnh bấp bênh quá. Rồi có số bán không được thì già. Nông dân làng hoa cho biết, năm nay những mối lái ngoại tỉnh đa phần im hơi lặng tiếng. Hàng hóa chủ yếu trông chờ vào thị trường bán lẻ. Mặt khác, những khó khăn về thời tiết, giá vật tư đầu vào có thể khiến giá hoa Tết biến động. Chuyện dịch bệnh khó khăn á, thì tất cả các giá thể nó mắc, phân chậu nó đều mắc và đặc biệt là phân thuốc hóa học đều mắc. Và thêm một cái phần lưu ý nữa là năm nay nhân công rất là khan hiếm. Mấy hôm dài không biết sao mà mưa đêm quá trời luôn. Thì như vậy nó sẽ rất là ảnh hưởng đến cái cây bông và đặc biệt là hoa kiểng Tết. Nó sẽ dẫn đến hoa hư và nó làm trễ một số loài hoa nhất định. Có lẽ thì cũng phải tăng giá chút đỉnh. Mong rằng bà con hãy cùng đồng hành với bà con làng hoa Sa Đéc trong cái vấn đề tăng giá nhẹ này. Người Sa Đéc nói rằng hiện nay thì nhiều mặt hàng nông sản đã lên sàn giao dịch điện tử. Cái gì cũng có thể bán hàng online, vậy thì hoa kiểng tại sao không? Và đây thưa quý khán giả, đây chính là chủ của vườn Hùng Thi, một trong những nông dân tiên phong trong việc bán hàng thông qua hình thức livestream đó. Phong thủy vạn tài lộc đến ngôi nhà chúng ta ha, khi mà chúng ta trưng trên các bàn làm việc, bàn học, bàn giáo viên, đúng là một điều tuyệt vời luôn quý chị ơi. Đó thì quý anh chị ơi, bán hàng gì anh phải lập ra nhiều cái kênh YouTube, nhiều fanpage Facebook, Zalo. Anh đưa hình ảnh lên đó để cho khách hàng xem. Thứ ba là cũng phải chọn là các bạn biết cách diễn giải những cái cây và hiểu cái cây. Thứ ba là các bạn quay phim phải biết cách quay phim để truyền tải những cái hình ảnh đẹp đến cho khách hàng. Hiện nay thì bán cái này rất là tiện, tại vì người ta ngồi ở nhà đó là người ta thể mà chọn được cây kiểng mình hết. Và đặc biệt anh có thể giới thiệu cái cây kiểng này ra toàn quốc cũng như kể cả nước ngoài. Mình có đầu tư thêm nhiều giống hoa mới không anh hả? Ngoài cái giống hoa bản địa thì bên anh vẫn có phát triển những số giống hoa mới giống như là cúc quả châu nè, cúc bico nè, cúc quả mi, cúc nhật, cúc hồng, cúc tím v.v. Rất là nhiều sản phẩm cúc để năm nay để đón Tết. Ngoài việc rẽ hướng đầu tư thêm nhiều giống mới, đáp ứng đa dạng hơn nữa nhu cầu của khách hàng, nhiều nông hộ kết hợp du lịch còn đầu tư làm mới tiểu cảnh chuẩn bị đón khách. Hy vọng với kinh nghiệm của người làng hoa trăm tuổi, với sự nhạy bén của người nông dân thời đại, những đóa hoa bên dòng Sa Giang sẽ lại rực rỡ, mang xuân đến với mọi nhà.